Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bắt đầu từ đêm ngày hôm qua, khối không khí lạnh từ phía Bắc đã được tăng cường trở lại và tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ của nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở hầu hết các tỉnh miền Bắc đã có mưa nhỏ rải rác, trời đầy mây, độ ẩm tăng cao, sáng sớm sương mù còn xuất hiện dày đặc ở các tỉnh Trung Du và miền núi, nên nhiệt độ giảm và phổ biến từ 15 đến 18 độ. Trời rét, vùng núi cao trời còn rét buốt với nhiệt độ dưới 10 độ C các tỉnh ven biển trung bộ tây nguyên và nam bộ do nằm ở xa khối khí lạnh ở miền bắc nên vẫn chưa chịu tác động của không khí lạnh tăng cường nên phổ biến ít mưa nên nhiệt độ ít thay đổi theo dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu. Ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ dài rác. Nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục có xu hướng giảm thêm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay không thể lên quá từ 19 đến 21 độ. Trời tiếp tục rét về ban ngày. Đến đêm thì mức độ rét mạnh hơn. Nhiệt độ giảm xuống từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ. Bên cạnh trời rét lại có mưa và độ ẩm rất cao nên cảm giác rét mướt lại tăng lên. Người dân nên hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời cũng như chủ động giữ ấm cho trẻ em và người già. Ngoài ra cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm qua đến sáng nay gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực phía bắc của biển Đông còn gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Từ chiều nay không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung Bộ. Vì vậy mà đới gió đông bắc của rìa phía nam khối không khí lạnh được tăng cường xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ do kết hợp với địa hình chắn gió khiến cho toàn khu vực sẽ có mưa và một số nơi có thể có lượng mưa khá lớn. Nhiệt độ cũng có xu hướng giảm mạnh, cao nhất vào ban ngày giao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Về đêm nhiệt độ giảm dần và giao động từ 15 đến 18 độ trời rét. Các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở xa dìa phía nam và chưa chịu tác động của lợi cao lạnh tăng cường nên ban ngày chỉ có mưa mang tính chất địa phương. ở các tỉnh phía bắc của khu vực do có sự khuếch tán của dòng không khí lạnh ở phía bắc nên từ đêm nay trời nhiều mây và có mưa, có nơi lượng mưa khá lớn nên nhiệt độ có xu hướng giảm. các tỉnh phía nam ban ngày trời có nắng và nền nhiệt độ duy trì mức cao. lưỡi cao lạnh có xu hướng di chuyển dần ra phía đông và suy yếu nên thời tiết tại các tỉnh bắc bộ giảm mưa nên nhiệt có xu hướng tăng chậm. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa cũng có xu hướng giảm, nền nhiệt ít thay đổi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, dài rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng ở Lai Châu Điện Biên có nơi từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Tại khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời z, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ với gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời z, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Xuống xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, chiều và đêm có mưa rải rác gió nhẹ sau có gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời Z. nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, đêm giải rác có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và thấp nhất là khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng Cao Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Xin lịch truyền sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và sông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và sông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Như vậy trong ngày và đêm nay thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa chủ yếu là mưa nhỏ, nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chiều và đêm có mưa có nơi mưa vừa, các khu vực khác có mưa ở vài nơi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.